Nguyễn Ngọc Hải bị phản ứng khi nói về phán chân chính, bà xã bình vực lại nối dài tranh cãi. Hành động của Dương Thùy Phương khi bình vực chồng quế Ngọc Hải khiến nhiều người chú ý. Sau trận hòa 2-2 với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Theo đó, giữa lúc đội bóng xứ Nghệ đang bị chính phán tẩy chay, hành động của nam cầu thủ giống như đổ thêm dầu vào lửa. Cụ thể, anh viết: "Cảm ơn những cổ động viên chân chính đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay." Điều khiến khán giả tranh cãi chính là việc nam cầu thủ viết hoa hai chữ chân chính. Nhiều người hâm cho rằng điều này giống như nhấn mạnh những cổ động viên ít ỏi đến sân cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, có người cho rằng lời cảm ơn của đội trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có ý như hành động đáp trả, công kích ngược lại các cổ động viên Nghệ An. Trước luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Quế Ngọc Hải đã phải giải thích thêm: "Các bạn có thể chỉ trích chúng tôi vì những trận thua hoặc vì phong độ không tốt, nhưng đừng bao giờ nói chúng tôi đá bóng không tử tế hay tiêu cực. Chúng tôi ra sân thi đấu vì đội bóng là niềm tự hào xứ Nghệ, vì tình yêu các bạn và vì chính chúng tôi. Tiền không bao giờ mua được những điều đó. Cảm ơn." Đáng chú ý, vợ của nam cầu thủ Quế Ngọc Hải là Dương Thùy Phương cũng đứng ra bênh vực chồng: "Mình cứ thi đấu hết mình thôi bạn ơi. Bản thân cầu thủ là người khao khát chiến thắng nhất, nhưng trận nào cũng thắng thì mệt lắm bạn nha." Dòng bình luận của Dương Thùy Phương lại tiếp tục khiến căng thẳng giữa chồng và cư dân mạng trở nên đỉnh điểm hơn. Trước những lời chê trách, mỉa mai của cư dân mạng, bà mẹ hai con tiếp tục lên tiếng: "Bạn ơi, bạn đọc hộ lại chỉ trích chỗ nào vậy bạn? Các bạn có quyền thích hay không thích nhưng đừng xúc phạm người khác. Các bạn cầu thủ diễn tuồng đó là suy nghĩ của bạn. Chỉ chúng tôi nhìn thấy sự hết mình, khát khao của cầu thủ. Quả bóng tròn sẽ có thắng, hòa và thua." Trước đó, ở trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, chỉ có khoảng vài chục cổ động viên đội khách có mặt trên khán đài. Điều này khác hẳn với thường lệ khi Sông Lam Nghệ An luôn nhận được sự cổ vũ của hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ kể cả khi thi đấu ở sân khách. Theo chia sẻ của hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An, lần đầu tiên sau 43 năm, người hâm mộ xứ Nghệ đã bỏ trống hai khán đài CD để phản đối thái độ thi đấu không thân thiện của cầu thủ đội nhà. Ngoài ra, các nhóm cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở khu vực phía Nam thay vì đến cổ vũ đội nhà đã quyết định di chuyển đến Bình Dương, tiếp lửa cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chỉ giành được một chiến thắng trong 9 trận gần nhất. Trên nhiều diễn đàn, cổ động viên Nghệ An đã xuất hiện ý kiến chỉ trích thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng thi đấu không hết mình khi đang có vị trí an toàn, cách xa nhóm xuống hàng.